tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, tối ngày 12 tháng 10, quân đội Israel thông báo Mỹ đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD tại Israel giữa bối cảnh căng thẳng với Iran. THAAD là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Nhà sản xuất tuyên bố THAAD là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu cả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để phản ứng đối với cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Tháng 3 năm 2019, Mỹ đã triển khai lần đầu và tạm thời hệ thống THAAD như một phần của cuộc tập trận phòng thủ chung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai hiện tại có phải là vĩnh viễn hay không. Trước THAAD, hệ thống phòng không của Israel dựa vào 3 hệ thống, Arrow cho tầm xa, David Sling cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn. Tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 180 tên lửa vào Israel để trả đũa cho việc Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Quân đội Israel sau đó thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân của nước này. Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti của Nga, ngày 13 tháng 10, một đại diện quan chức của Lầu Năm Góc nói với RIA Novosti rằng, ở giai đoạn này, Mỹ chưa đưa ra quyết định liên quan đến khả năng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Israel để đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Iran. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, quyết định về vấn đề này vẫn chưa được đưa ra. Ngày 12 tháng 10, kênh 12 của truyền hình Israel đưa tin không trích dẫn nguồn tin cho biết Mỹ có ý định triển khai các hệ thống THAAD ở Israel để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng mới của Iran. Nhiều đồn đoán cho rằng các hệ thống này sẽ được phục vụ bởi quân nhân Mỹ ở Israel, đồng thời không nêu rõ số lượng cụ thể hệ thống phòng thủ tên lửa mà đang nói đến. Mỹ đã tham vấn với Israel về kế hoạch đáp trả cuộc tấn công tên lửa ngày 1 tháng 10 của Iran. Các quan chức Mỹ cho biết họ không muốn Israel nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ Iran. Trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Israel chỉ nên trả đũa tương xứng. Trong khi đó, một quan chức Israel cho biết, ngày 12 tháng 10, Nội các An ninh Israel vẫn chưa đưa ra quyết định về phương thức tấn công đáp trả. Theo hãng tin Reuters của Anh, chính phủ Iran đang nỗ lực các hoạt động ngoại giao khẩn cấp với các nước Trung Đông, hy vọng họ có thể kiềm chế hành động trả đũa của Israel nhằm vào Tehran. Iran đặc biệt quan tâm đến việc nhận được sự giúp đỡ từ Ả Rập Xê Út trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của Israel và sử dụng ảnh hưởng của họ với Mỹ để giúp tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 11 tháng 10, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố mở rộng các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực dầu mỏ và hóa dầu của Tehran để phản đối việc chính phủ Iran tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Bộ Tài chính Mỹ đã xác định 16 thực thể bị trừng phạt và 17 tàu là tài sản bị phong tỏa do có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu hỗ trợ công ty dầu khí quốc gia Iran. Giới phân tích đã chỉ ra một loạt mối đe dọa và các kịch bản có thể xảy ra liên quan đến những căng thẳng hiện nay giữa Israel và Iran. Các biện pháp trừng phạt tăng cường của Mỹ đối với Iran có thể khiến lượng dầu xuất khẩu từ quốc gia Trung Đông này giảm ít nhất nửa triệu thùng mỗi ngày. Các cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu, có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng cũng như nguồn cung cấp nhiên liệu trong nước của Tehran. Theo tờ Financial Times, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel làm gián đoạn lượng xuất khẩu 1,7 triệu thùng dầu một ngày của Tehran đều sẽ gây hậu quả cho thị trường năng lượng toàn cầu. Tờ báo New York Times của Mỹ trích dẫn biên bản các cuộc họp bí mật của Hamas mà lực lượng Israel phát hiện ở dải Gaza, cho thấy Hamas ban đầu dự định tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới lớn vào Israel vào mùa thu năm 2022, nhưng đã hoãn cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2023 trong nỗ lực lôi kéo Iran và Hezbollah tham gia. Theo tờ báo New York Times, để thuyết phục Hezbollah, các nhà lãnh đạo Hamas đã trích dẫn tình hình nội bộ bất ổn của Israel liên quan đến tiến trình cải cách tư pháp. Chính vì vậy, Hamas đã quyết định tiến tới một trận chiến chiến lược. Mặc dù cảm thấy được sự ủng hộ từ Hezbollah và Iran, song Hamas vẫn quyết định tự mình tiến hành cuộc tấn công trước khi Israel triển khai hệ thống phòng không mới.
Bên cạnh đó, Hamas cũng có động cơ phá vỡ sáng kiến bình thường hóa quan hệ Israel-Ả Rập Xê Út do Mỹ hậu thuẫn. Theo bài viết, các nhà lãnh đạo Hamas đã tìm cách tránh các cuộc đụng độ lớn với Israel trong 2 năm để thực hiện cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 nhằm giữ cho kẻ thù tin rằng Hamas ở Gaza muốn hòa bình. Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 12 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Qalibaf đã có chuyến thăm Liban, khẳng định Tehran sẽ luôn ủng hộ Beirut bằng tất cả sức mạnh của mình. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm tại Beirut với người đồng cấp nước chủ nhà Nabi Berri, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nhấn mạnh Tehran sẽ luôn ủng hộ những quyết định của chính phủ, người dân và phong trào Hezbollah. Theo đó, Iran sẵn sàng hỗ trợ những người dân Liban phải di rời và bị ảnh hưởng bởi xung đột dưới sự giám sát của chính phủ và mở một cầu hàng không nhân đạo để tạo điều kiện cho sự hỗ trợ này. Trong khuôn khổ chuyến thăm Liban, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf đã thăm Anouri, khu vực đông dân cư ở trung tâm thủ đô Beirut, nơi đã bị Israel không kích dữ dội hôm 10 tháng 10, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương. Ông Qalibaf cũng đã hội kiến quyền thủ tướng Liban Najib Mikati, nhấn mạnh rằng ưu tiên của chính phủ Liban ở giai đoạn này là thực hiện lệnh ngừng bắn, ngăn chặn hành động quân sự của Israel và bảo vệ an ninh cũng như sự an toàn của người dân. Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nêu bật cam kết ủng hộ Liban của Iran trong việc thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Liban tăng cường sự hiện diện quân đội ở phía Nam và tiến hành các cuộc tiếp xúc cần thiết với các quốc gia liên quan và Liên Hợp Quốc để gây sức ép buộc Israel thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong diễn biến mới nhất, hãng tin Sputnik của Nga đưa tin, lực lượng phòng vệ Israel đã tuyên bố thêm 5 khu định cư ở miền Bắc Israel là vùng cấm quân sự. Trên kênh Telegram, lực lượng phòng vệ Israel nêu rõ, sau khi đánh giá tình hình, các khu vực Zayit, Somera, Stula, Letua và Evan Menachem ở miền Bắc Israel sẽ được tuyên bố là vùng quân sự cấm kể từ 20 giờ ngày 12 tháng 10. Hiện chưa rõ Israel thực hiện bước đi này nhằm phục vụ ý đồ gì. Cùng ngày, phong trào Hezbollah của Liban đã tuyên bố sẽ tấn công vào các tòa nhà dân cư và căn cứ ở miền Bắc Israel được quân đội Israel sử dụng và cảnh báo dân thường nên tránh xa cho đến khi có thông báo mới. Kể từ ngày 1 tháng 10, Israel đã tiến hành chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah ở miền nam Liban, đồng thời tiếp tục các cuộc không kích. Số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel đã vượt quá 2.000. Mặc dù chịu tổn thất, Hezbollah vẫn đang chiến đấu với quân đội Israel trên mặt đất và phóng rocket qua biên giới. Israel nói rằng mục tiêu chính của họ là tạo điều kiện hồi hương cho 60.000 cư dân đã phải sơ tán do pháo kích ở miền Bắc Israel. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bakr Qalibaf đã có chuyến thăm Liban, khẳng định Tehran sẽ luôn ủng hộ Beirut bằng tất cả sức mạnh của mình. Phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm tại thủ đô Beirut của Liban với người đồng cấp nước chủ nhà Nabi Berri, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nhấn mạnh Tehran sẽ luôn ủng hộ những quyết định của chính phủ, người dân và phong trào Hezbollah. Theo đó, Iran sẵn sàng hỗ trợ những người dân Liban phải di rời và bị ảnh hưởng bởi xung đột dưới sự giám sát của chính phủ và mở một cầu hàng không nhân đạo để tạo điều kiện cho sự hỗ trợ này. Hồi chuyến thăm Liban, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf đã thăm Anouri, khu vực đông dân cư ở trung tâm thủ đô Beirut, nơi đã bị Israel không kích dữ dội ngày 10 tháng 10, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 117 người khác bị thương. Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf cũng đã hội kiến quyền thủ tướng Liban Najib Mikati, nhấn mạnh rằng ưu tiên của chính phủ Liban ở giai đoạn này là thực hiện lệnh ngừng bắn, ngăn chặn hành động quân sự của Israel và bảo vệ an ninh cũng như sự an toàn của người dân. Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nêu bật cam kết ủng hộ Liban của Iran trong việc thực thi nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Liban tăng cường sự hiện diện của quân đội ở phía Nam và tiến hành các cuộc tiếp xúc cần thiết với các quốc gia liên quan và Liên Hợp Quốc để gây sức ép buộc Israel thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Kể từ ngày 23 tháng 9, quân đội Israel đã triển khai các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Liban, đặc biệt ở Beirut và các vùng ngoại vi trong bối cảnh gia tăng nguy hiểm với lực lượng Hezbollah.
Trong khi đó, tờ New York Times của Mỹ trích dẫn biên bản các cuộc họp bí mật của Hamas mà lực lượng Israel phát hiện ra ở Gaza, cho thấy Hamas ban đầu dự định tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới lớn vào Israel vào mùa thu năm 2022, nhưng đã hoãn cho đến ngày 7 tháng 10 năm 2023 trong nỗ lực lôi kéo Iran và Hezbollah tham gia. Theo New York Times, để thuyết phục Hezbollah, các nhà lãnh đạo Hamas đã trích dẫn tình hình nội bộ bất ổn của Israel liên quan đến tiến trình cải cách tư pháp. Chính vì vậy, Hamas đã quyết định tiến tới một trận chiến chiến lược. Mặc dù cảm nhận được sự ủng hộ từ Hezbollah và Iran, song Hamas vẫn quyết định tự mình tiến hành cuộc tấn công trước khi Israel triển khai hệ thống phòng không mới. Trong diễn biến liên quan, Iran đã quyết định cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên tất cả các chuyến bay sau một loạt vụ nổ các thiết bị này tại Liban. Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời đại sứ Iran tại Liban, ông Mojtaba Amani, ít nhất 39 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương trong các vụ nổ thiết bị liên lạc gồm máy nhắn tin và bộ đàm. Iran và Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau các vụ tấn công. Để phòng ngừa nguy cơ tái diễn, Iran đã siết chặt an ninh hàng không bằng cách cấm hoàn toàn các thiết bị liên lạc. Đầu tháng 10, hãng hàng không Emirates có trụ sở ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã cấm sử dụng máy nhắn tin và bộ đàm trên các chuyến bay của hãng. Các chuyên gia nhận định tình hình Trung Đông vẫn còn rất phức tạp và căng thẳng. Việc Iran và Israel liên tục cáo buộc lẫn nhau và thực hiện các hành động đáp trả đã khiến khu vực trở nên bất ổn. Trong tuần gần đây, nhiều hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay tới Iran. Quân đội Israel mới đây đã tuyên bố hạ sát một chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng của lực lượng Radwan thuộc Hezbollah tại khu vực Meis el-Jaban của Liban. Vụ việc diễn ra khi cuộc tấn công trên bộ của Israel vào miền nam Liban đang diễn ra dữ dội. Quân đội Israel cho biết, chỉ huy Araf el-Soga chịu trách nhiệm cho nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng vào khu vực Ramot Naphtali ở miền bắc Israel. Quân đội Israel cũng đã xác định và tấn công một bệ phóng sẵn sàng bắn về phía lãnh thổ và binh lính Israel, đồng thời tấn công các cơ sở lưu trữ vũ khí của Hezbollah. Như vậy, có thể thấy, Israel đang tiếp tục chiến dịch không ngừng nghỉ của mình nhằm phá tan hàng ngũ lãnh đạo Hezbollah. Hai tuần trước, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah trong 32 năm, đã bị ám sát trong một cuộc không kích có mục tiêu của Israel. Gần đây hơn, quân đội Israel cho biết họ đã sát hại một thành viên Hezbollah đang thu thập thông tin tình báo chống lại Israel tại cao nguyên Golan. Những thủ lĩnh Hezbollah khác được cho là đã bị Israel sát hại, bao gồm Fuad Saka, chỉ huy mảng chiến lược của nhóm, Ali Karagi, người đứng đầu mặt trận phía nam của Hezbollah, và Ibrahim Akil, chỉ huy mảng hoạt động quân sự của Hezbollah. Trong khi đó, Hashim Safirin, anh họ của Nasrallah, được coi là người kế nhiệm lãnh đạo nhóm, đã mất tích kể từ khi Israel tấn công vùng ngoại ô phía nam của Beirut vào tuần trước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ngày 9 tháng 10 rằng người thay thế Nasrallah và người thay thế ông ta đã bị lực lượng Israel sát hại, không rõ liệu ông Netanyahu có ám chỉ đến Safirin hay không. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói thêm, ngày nay, Hezbollah yếu hơn nhiều so với nhiều năm trước. Mặc dù giới lãnh đạo Hezbollah đã phải chịu những đòn giáng nghiêm trọng, các chuyên gia tin rằng một khoảng trống quyền lực đã xuất hiện, mở đường cho những nhà lãnh đạo cực đoan hơn có thể đáp trả Israel bằng sức mạnh tàn khốc. Trong khi đó, Mỹ coi việc ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào Liban như một cách giải quyết xung đột mới sau các nỗ lực ngoại giao kéo dài nhiều tuần nhằm thuyết phục Israel và Hezbollah ngừng bắn. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, "Chúng tôi ủng hộ các cuộc tấn công của Israel nhằm phá hủy cơ sở vật chất của Hezbollah, từ đó chúng tôi có thể đưa ra những giải pháp ngoại giao." Các chuyên gia nhận định, mục tiêu mới của Mỹ là giảm xung đột ở Trung Đông, đồng thời làm suy yếu lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Cách tiếp cận mới rất thực tế nhưng cũng không kém phần mạo hiểm. Bên cạnh đó, Mỹ và Israel đều sẽ có lợi nếu như tiêu diệt được Hezbollah. Cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ John Alterman cho biết, Mỹ muốn thấy Hezbollah suy yếu nhưng phải cân nhắc điều đó trước nguy cơ tạo ra lỗ hổng lớn ở Liban hoặc kích động một cuộc chiến tranh khu vực. Khoảng 2 tuần trước, Mỹ và Pháp yêu cầu Israel và Hezbollah ngừng bắn trong vòng 21 ngày. Tuy nhiên, lời đề nghị nhanh chóng sụp đổ khi Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, đồng thời triển khai chiến dịch trên bộ vào Liban và tiêu diệt hàng loạt chỉ huy cấp cao của Hezbollah.
ngoài việc tiêu diệt giới lãnh đạo Hezbollah bằng các cuộc không kích ở Liban và dải Gaza, Israel cũng đang cân nhắc phản công Iran sau khi nước này tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia dự đoán rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ và địa điểm hạt nhân của quốc gia này hoặc lên kế hoạch ám sát các cố vấn quân sự chủ chốt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!